chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn các dụng cụ diện chẩn chính hãng bọc bạc. Đầu tiên là cây giò bọc bạc hai đầu, đầu nhỏ, đầu to. Đây đều là những dụng cụ rất được hay dùng các bạn ạ. Và đây là cây sao chổi, một đầu to và ba đầu nhỏ. Đây là cây diện chẩn chính hãng các bạn nhé. Các bạn chú ý này, dụng cụ diện chẩn chính hãng bao giờ cũng có tên này, Villa Massage, diện chẩn.com và số điện thoại. Và nếu mà những dụng cụ mà dài thì có cả khắc cái địa chỉ nhà thầy Châu ở đây nữa các bạn nhé. Và chỗ mình thì là chuyên là cung cấp dụng cụ diện chẩn chính hãng, đại lý phân phối các bạn ạ. Thì cây giò hai đầu và cây sao chổi bình thường như này, đây nó chất liệu nó bằng gỗ hoặc bằng nhựa cao cấp, và đây nó bằng inox các bạn nhé, inox cao cấp. Sau này thì trong giới người làm diện chẩn ý, muốn chế tác thêm và bổ sung thêm bằng những cái đầu bạc để có thể là tăng cao cái khả năng điều trị cho bệnh nhân. Và nữa là bạc nó có tính giải độc rất là tốt, và bạc nó còn đánh gió nữa. Thì người ta bọc bạc như thế này. Đấy. Thì ban đầu trước đây người ta chỉ có bọc bạc đầu này và đầu này. Đấy, bọc bạc hai đầu. Tuy nhiên sau này thì mình có cầm những cái dụng cụ này ra ngoài cái hiệu vàng ấy để nhờ người ta làm. Thì người ta nói rằng cái bạc không thể bọc được hai đầu như ngày trước. Người ta nói là không hiểu là mọi người bọc như thế nào. Nhưng mà mình mang ra tiệm vàng chiến mình ngoài ở Hà Nội này này, là một tiệm vàng rất là lớn. Người ta nói rằng nếu muốn bọc bạc cái đầu này, cả một cục bạc đây này, thì người ta phải nối được cái chân, có một cái chân nối vào đây. Thế là người ta phải thiết kế một cái ống ở đây, người ta cắm vào đây, xong người ta bọc mà đầu này đầu bạc. Các bạn này, đây cái đầu của nó như thế này, đầu nguyên gốc này. Sau đó người ta bọc đặc bạc vào đây, sau đó người ta phủ, người ta làm cái ống chụp vào cái này bên này, người ta cắm vào đây, chứ người ta không thể nào nối bạc trực tiếp vào trong thanh inox này được đó. Và sau đó ở bên đầu nhỏ này, thế các bạn so sánh hai đầu với nhau này. Đấy, so sánh hai đầu này. Đấy, đây là đầu nguyên gốc này, sau đó người ta làm cái ống chụp vào đây, và đây là bọc bạc ở đây. Đấy. Và khi mà mình nhờ họ làm thì mình phải công nhận rằng cái bạc này nó sáng hơn hẳn, và nhìn nó rất là chất các bạn ạ, nhìn nó rất là đẹp, và mình rất là ưng ý với cả cái dụng cụ này. Dụng cụ này các bạn có thể dùng để dai ấn huyệt trên mặt da, hoặc là các bạn có thể dùng gạch 6 vùng, hoặc là gạch 8 vùng, các vùng hệ phản chiếu, hệ bạch huyết trên mặt, hoặc là các bạn có thể đánh khắp lòng bàn tay, đánh khóc lòng bàn chân, hoặc là đánh khắp mặt, hoặc đánh dọc hai bên cột sống. Nếu mà những cái vùng da các bạn đánh ấy, mà nó đen lên ấy, thì chứng tỏ nó có gió và có độc. Thì các bạn nhớ là phải lấy cái giấy giấy ăn ý, giấy khô, các bạn lau đi, xong đánh lại 3 lần liên tiếp như vậy thì mới được. Đừng lấy giấy ướt nhá, lấy giấy ướt không tốt đâu. Đấy, đây là cây giò hai đầu bọc bạc, cây sao chổi các bạn này. Các bạn so sánh này, đây là đầu nguyên gốc này, nguyên gốc nó bé này, và đây là sau khi đã được bọc bạc, người ta làm một cái ống chụp ở đây. Và đây là cục bạc đặc các bạn nhé. Đặc thì mình có hỏi cái tiệm vàng thì người ta bảo là cái này là phải một nặng và nguyên chất, nhìn nó rất là sáng bóng như vậy. Mình nhìn rất là ưng ý với cái bọc bạc này, rất là chất các bạn ạ. Phải đảm bảo rằng bạc nguyên chất 100% các bạn nhé. Bạc nguyên chất đấy, chứ nó không có pha tạp gì hết, nên nhìn nó rất là sáng. Đó thì ở cái đầu ba này nhiều người có hỏi là đầu ba này có bọc bạc không, thì đầu ba này không bọc bạc được các bạn ạ. Nó nhỏ như này mình không thể bọc được, nếu mà úp cả cái này lên thì nó dày, nó hết cái chân của nó. Cho nên là cây sao chổi chỉ có bọc bạc một đầu thôi các bạn ạ. Đây các bạn xem. Đấy, các bạn xem đây, tất cả là 6 cái dụng cụ bọc bạc này. Đấy, nhìn đẹp không nào. Đấy, đây là cây giò hai đầu bọc bạc, bọc bạc cả hai đầu. Không những là bọc bạc ở cái đầu này mà có cái ống chụp đây, các bạn hoàn toàn có thể dùng cái đầu này để gạch 6 vùng, gạch trên sống mũi, còn cái đầu này mình đánh trên các hốc mũi. Đấy, mình có thể sử dụng 2 hoặc 3 cây mình đánh cùng một lúc. Đây là cây sao chổi, mình có thể sử dụng đánh 2, 3 cây đánh cùng một lúc. Mình có thể đánh tại vùng cổ vai gáy chữa đau mỏi cổ vai gáy, hoặc là đánh khắp lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn tay, đánh khắp mặt. Nếu ai bị trúng gió thì mặt nó sẽ đen xì, và các bạn nhớ là phải lấy khăn giấy khô mà lau vào. Đây là các dụng cụ bọc bạc các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và điều trị cho bệnh nhân được mát tay nhé, cùng với những cái sản phẩm rất là chất lượng và ưng ý như thế này. Cảm ơn các bạn.